Xin chào quý vị và các bạn. Như đã dự báo, hiện tại khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và khả năng trong đêm nay sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện kéo theo nhiệt độ giảm dần. Dự báo từ đêm nay cho đến ngày 18 tháng 4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 cho tới 150mm cả đợt, có nơi trên 150mm. Ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 40 đến 80mm cả đợt, có nơi trên 100mm. Do có mưa nên nhiệt độ ở Bắc Bộ cũng sẽ trên đà giảm dần. Mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ giảm đi từ 2 đến 3 độ so với 24 giờ trước, phổ biến trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Từ đêm mai 16 tháng 4 trời sẽ chuyển lạnh, từ đêm ngày 17 đến 19 tháng 4 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi là từ 13 đến 16 độ. Tại thủ đô Hà Nội sáng nay, trời nhiều mây âm u có mưa nhỏ, độ ẩm tăng cao trên 80%. Khiến tình trạng nồm xuất hiện, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở mức 28 độ. Đêm nay và sáng mai không khí lạnh tác động tới thủ đô Hà Nội sẽ gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm mai 16 tháng 4 trời chuyển lạnh, từ ngày 18 đến 19 tháng 4 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ từ 17 đến 19 độ. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay trời vẫn có nắng từ sớm, mức nhiệt cao nhất ngày là 30 đến 31 độ. Lưu ý trưa chiều trời nắng gắt nhưng về chiều tối khả năng mưa dông sẽ xuất hiện rải rác. Tuy mưa không kéo dài lâu nhưng cũng giúp trời mát mẻ trong tối và đêm nay. Sáng sớm nay một số nơi ở Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa xảy ra kèm theo dông sét khiến cho việc đi lại của người dân ít nhiều bị hạn chế. Dự báo mưa sẽ còn lặp lại trong chiều tối nay, cục bộ có mưa to. Nguy cơ rất cao về gió giật mạnh, lốc sét, ngập úng đô thị nên người dân cần chú ý đề phòng. Biên độ nhiệt tại thành phố phổ biến từ 27 đến 34 độ. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.